mà là sau đây mình sẽ chào tất cả các bạn buổi tối nha. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ là 8 giờ tối luôn rồi. Thì khá là lâu luôn rồi mình cũng không có quay clip ăn khuya cho các bạn xem nữa. Thì ngày hôm nay vô tình đó mà mình lướt YouTube đó các bạn, mình coi được một cái món này khá là đặc biệt luôn. Nói chung là những cái nguyên liệu đó có thể là có sẵn trong nhà trong mùa dịch này luôn nè các bạn. Đó là làm từ trứng nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm trứng cuộn tan chảy nha. Thì làm như thế nào thì xin mời các bạn hãy theo dõi hết cái clip này của mình như thế nào nha các bạn ơi. Và nếu các bạn nào thích những clip ăn khuya như thế này, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình có thật là nhiều động lực cố gắng để làm ra nhiều video hay và thú vị cho bạn xem đó nha. Và bây giờ đi làm thôi các bạn ơi. Nãy gì hồ sữa, giờ miệng cha hả hồ sữa? Có nào cha ăn cơm cũng giờ miệng hết trơn á. Hồ sữa. Trời. Vừa miệng ngồi ăn cục luôn kìa cha. Ngồi kìa. Nó ngồi bẹt quá cười quá. Ôi ai cơ. Hồ sữa. Giờ miệng dữ hồ sữa. Miệng dữ hả? Hey các bạn ơi, sau một thời gian cha mình ăn cơm xong á thì đây, cơm còn khá là nhiều luôn nè. Mình sẽ bới ra nha. À, còn khá là nhiều cơm luôn. Mình sẽ lấy số cơm này để mình sẽ làm cơm chiên nha. Đây, mình sẽ xin mẹ mình lấy cái trứng nha các bạn ơi. Đây nè, trứng vịt mẹ mình mua với lại nhà đẻ á. Mẹ mình để dành nè, sẽ lấy ra. Này mình sẽ đem đi rửa lại cho thì sạch các bạn ơi, trứng này còn khá là dơ á. Tại vì số lượng nhiều quá mẹ mình không có rửa. Nếu mà rửa rồi các bạn mình không xài á, để lâu rồi trứng nó sẽ bị hư à. Cho nên là mình xài tới đâu mình sẽ rửa tới đó nha. Đó. Đây nước mưa. Đây các bạn ơi, thau cơm sống mình mới vừa múc nè. Còn đây là trứng mình đã rửa rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nhờ sự trợ giúp của chị Hèn đập ba cái trứng bỏ vào cơm nha. Nhìn chúng ta sẽ khuấy đều lên. Bây giờ mình chiên cơm cho có màu nha các bạn. Màu tự nhiên. Và tiếp theo bây giờ phần quan trọng nhất mình sẽ làm trứng cuộn tan chảy. Đây mình sẽ đập trứng ra. Quýnh trời ơi. Bề bối quá. Rung tay hả? Ôi trời ơi trời. Chị hơi bệnh mạo nghe chị. Đây, bây giờ chúng ta sẽ quay đều 360 độ cho trứng nó hòa tan lẫn với nhau giữa chồng trắng và chồng đỏ nha các bạn ơi. Ô kìa, bò sữa. Ngủ hả bò sữa? Ăn không? Trứng cuộn tan chảy không bò sữa? Làm gì thở dữ vậy? Bạn ơi, bây giờ mình sẽ tới bước quan trọng nhất, rất là hồi hộp luôn. Đó là mình sẽ sử dụng cái chảo chấm giếm nha.
Tại vì đây là lần đầu tiên mình ăn hồi hộp quá lẹo lưỡi. Lẹo lưỡi. Cho xí dầu vô. Chán đều. Đổ vô nè. Bước quan trọng hồi hộp quá. Gì chờ. Đổ vô. Trứng cuộn tan chảy. Làm thế nào để nó sẽ tan chảy thì đây là bước quan trọng nhất. Hơi cực kỳ khó khăn nha. Và đến giờ sẽ khuấy. Nhờ lửa nhỏ lên xíu chị nhìn ha. Hy vọng là chúng ta sẽ thành công. Mời các bạn sẽ chờ trong giây phút giải lao. Ê, nó sắp đặt rồi. Có khi nào ăn trứng trộn không chị nè? Chết rồi. Ê, khi nào sao vậy? Chết rồi. Để em lấy cái giá chị Hiền. Giá làm gì? Tụng nó lại. Ta phải vậy chứ. Bậy rồi. Sai rồi. Cuộn này xuống. Đỡ đúng rồi. Nó đỡ xuống. Đúng rồi. Tắt lửa đi. Đúng rồi. Theo công thức mấy chuyện thì chúng ta sẽ cuộn lại nha các bạn ơi. Ngược rồi cô ơi. Không sao. Hứa vào bàn đó nha. Đừng chảy nữa, em hồi hộp á, cho đừng nha. Hồi hộp với các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ lật lại. Một là xứng đất, hai là vô chỗ nha. Thấy là không thành công rồi đó các bạn ơi. Được không chị Hiền? Được không, đố tương được không? Hay lấy cái dĩa mình ập đi. Được không? Cẩn thận nha, mẹ em nó ngủ rồi đó. Được đâu. Em nghĩ nó hết tan chảy. Nó hết tan chảy rồi các bạn ơi. Thôi giờ ập đi nghĩa. Anh hai đã cảnh báo không phải dễ làm đâu. Đây em hấp cho. Em điêu luyện nó nha. Mình sẽ thay thế chị Hiền nha, mình hấp nè. Một, hai, ba. Chết cha. Trời ơi, có khi nào nó chín hết không ta? Thôi, ăn vậy đi chị Hiền. Thanh nữa trứng nghe trứng nghe nói chung trứng là chiên của chị mấy chị em mình cũng đã xong rồi các bạn, giờ bỏ lên nha, giờ không có tan chảy gì nữa hết á mấy bạn. Hơi bị thất bại các bạn ơi, lần này mình chế tạo hơi bị thất bại. Ồ, đẹp lắm. Ăn cơm với trứng tan chảy không? Bim ngủ hả? Thôi Bim ngủ đi nha, chị đi ăn nha Bim thôi. Ở đó ngủ đi. Bye bye Bim, sáng mai gặp lại, tạm biệt. Bye bye, see you cà rem. Chị Hiền, kêu anh hai lẹ đi. Lẹ đi. Đi ăn trứng tan chảy nè anh hai. Vũ gì? Trứng tan chảy chiên kiểu Nhật. Ồ, ngon nghe. Sắp ghế đâu ạ? Chơi. Đang ngồi uống nước rồi. Trứng tan chảy đó. Đâu phải dễ chiên. Em với chị Hiền kỳ công lắm nha. Nhưng mà ngồi xuống từ từ đi. Hai ngồi giữa thôi. Bất ngờ chưa. Gì ồ, hấp dẫn quá ta. Anh nói em làm em chiên không được. Cái này chỉ có đầu bếp mới làm được thôi đó nha. Trứng tan chảy có dao sẵn bằng cắt luôn hả? Vui được chưa? Nha. 1, 2, 3. Tan chảy không? Tan chảy nha. Dạ, để cho anh hai trẻ hay chị trẻ? Chị Hiền trẻ không? Chị Hiền trẻ thôi. Thôi để trẻ đi. Không, chị Hiền trẻ đi. Mình bắt đầu từ đâu chị em ơi? Em biết thôi ạ. Mà nhẹ nhàng thôi. Để thôi nó chảy hả? Để thôi nó chảy ra đó. Đó. Đã chưa? Ôi sao nó không chảy? Từ từ, bẹt ra. Chị Hiền nữa bất ngờ ở trong nè. Bất ngờ cho anh ở trong nè. Thấy chưa? Đó. Chảy ra. Làm hai luôn. Ôi sao nó không chảy ra? Vũ chảy ra. Thôi lắc thôi. Chảy đó, chảy đó. Chảy nó kẹn hai.
Trời ơi, hai chị em mò lục đục nãy giờ, chạy ra, chạy ra. Anh cứ làm vậy hoài, kỳ quá. Chạy coi, sao không chạy? Nó làm gì nhìn dữ mẹ? Ra coi, thấy lạ, coi. Mẹ ra ăn rồi chung ăn rồi mẹ. Thôi, giờ này không ăn đâu. Ra coi vậy luôn hả? Ờ. Tại em cắt quá tài. Ra coi, làm sao rồi. Ăn nè, đi ngủ rồi vậy? Đi ngủ, không ăn đâu. Được ăn giờ. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức cái món trứng cuộn tan chảy. Nhưng mà chảy thì nó sẽ tính sau các bạn. Bây giờ mình ăn nó đặc trước nha. Thì đây, ngày hôm nay hai chị em mình cuối cùng cũng làm xong rồi nè. Học 10 giờ khuya đang ngủ nó vô dựng đầu chi hen đi chiên trứng tan chảy. Mình lắc cho nó có chảy được miếng nào. Mẹ Dương Huyền ngủ chưa? Em... Phê. Em thấy anh hơi buồn. Chàng ít thôi. Thôi nè, ai ăn lấy chàng nha. Chàng khu vực đi. Em chi khu vực này. Em khu vực này. Ăn đi, sang chảy. Đồ nó chảy đó, nó chảy rồi đó. Chảy lúc lương ra nè. Anh hai cứ cà khịa mình hoài đang. Chảy đi. Anh hai thưởng thức trước đi. Mời anh hai. Em mời anh hai đó. Kéo lại anh hai coi. Mình mới ăn kiểu Tây nè, đó. Cái sao nó tan chảy, Nó chảy rồi đó. Chảy nè anh hai. Ăn đi từ từ. Ừ, giờ. Trời ơi, giờ này mà nó bắt ta phải tăng cân. Anh hai hả, họng ra anh hai. Tan chảy không hai? Được không? Cái này trứng giống trứng chiên quá. Thì đó là trứng chiên mà. Làm vậy cho nó thấy lạ chứ. Mình thấy mấy đầu bếp Nhật hất rồi dữ lắm. Nãy nãy chị em mình giống hất sợ dằn nó nặng quá xương đất. Wow, ăn cơm chiên luôn. Cơm chiên ngon. Mà trứng chiên ăn cũng ngon. Có gì nó không sợ đúng không? Tính ra tối nay mình ăn cơm với trứng chiên. Gặp lên giới sang mà. Hèn chi á. Em kêu bim bim nó không thèm đi ra luôn hả? Quỳnh chán quá, trứng tan chảy rồi nghe, ấn tượng. Hồi nãy mình kêu bim bim nó không chịu đi ăn luôn các bạn ơi. Mình bim bim này đừng cho ăn cái này. Kêu là mình đã ăn cơm rồi. Mình vô phòng luôn rồi, chuẩn bị đi ngủ rồi. Vô dựng đầu mình ra. Chị Hiền, đi chiên trứng tan chảy với em. Ra, giờ nó thành trứng chiên. Đâu có chảy. Ngờ đâu. Anh hai trứng tan chảy. Đây nè anh hai, cái miếng mới đây này, miếng này em ăn cho. Đây nè, trong đây nó có chảy nè anh hai. Có chảy không? Chảy. Ăn theo kiểu Tây á trời. Cái nẻ với một. Tây á, người Tây á người ta xẻ bằng cái nẻ, người ta cắt bằng cái nẻ. Tây, miền Tây nè. Thử anh hai. Ồ, chảy cục luôn. Ồ, chảy nè, nè. Rơi, chảy đó. Đây nè, muốn chảy nhiều hơn. Thì miếng tương vô hai. Mình thấy mấy đầu bếp Nhật. Các bạn hãy xem trứng tan chảy này nha. Đó, chảy không? Chảy không? Chảy. Vui quá. Mời các bạn nha. Mà ăn trứng tan chảy với mình. Lựa tình. Ngon quá. Tan chảy miệng không? Tan ra chưa? Tan mới nuốt không được chứ. Nghe nó tan rồi. Anh hai ơi, cho bò sữa em thử cái miếng trứng tan chảy đi anh hai. Mình thấy mấy đầu bếp Nhật làm hay quá ha. Đúng rồi. Con bò sữa với mèo kìa. Sữa ăn trứng tan chảy nè mày, cẩn thận nghe nó chảy lum á. Lại cà phê. Trời ơi. Nè. Trời ơi. Dở. Bò sữa bữa nay buồn ngủ rồi nên chụp hộp anh hai ơi. Nè, làm lại cho mọi người cùng xem bằng nữa. Lên vô. Ừ, buồn ngủ anh hai ơi. Mày là bắt mặt tao. Cho mèo em với anh hai, cho mèo em với anh hai. Mèo cưng của em á. Mèo cưng chứ bò sữa phát hiện. Sữa cho nó ăn đi rồi. Rồi xong. Thôi hẹn các bạn đi xíu, mình phải giữ bò sữa lại mới nấu mèo nó mới ăn được. Mẹ mình không ăn, mẹ mình ngủ rồi các bạn ơi. Buồn quá. Còn có ba người thôi, ăn đi. Mẹ thấy tính tan chảy mẹ chạy luôn. Buồn quá. Ăn miếng nữa. Cứ hết buồn. Hay chứng tan chảy. Chảy không? Chảy chưa? Chiều anh hai với chị Hiền người đã quất hai tô cơm rồi các bạn ơi. Nè ăn đi, chiều bụng ăn nè ăn đi. Mình no các bạn. Mình chuẩn bị đi ngủ rồi. Không, mời các bạn miếng cuối cùng nha. Nói đi mạnh hai. Ai nói ăn đi.
Nó ngon kìa trời ơi. Ngon quá. Quá trời ngon luôn á. Nước nữa đi hai. Bò sữa nhìn. Ôi trời. Mày nghe bò sữa của em quá à. Anh hai đâu vậy chị hả? Anh hai đi lấy bí kíp cho bò sữa. Dạ. Anh hai đang đi lấy của quý cho bò sữa. Trời. Một hồi sẽ biết bò sữa sẽ phát hiện. Nó ngọn cục luôn kìa chị hả? Lần thôi. Thôi rồi. Nhìn thấy dữ bò sữa. Nhìn chị mở lỗ mũi đó kìa. Hỉnh mà. Ủa anh giật kìa. Em mũi giật lia lịa luôn á. Quê. Trời thương quá à. Anh ơi. Xong chưa? Lẹ đi anh hai. Có anh chưa? Nó đâu rồi? Nó nằm kìa. Nè. Tên thích không? Dạ. Đúng hả? Dạ. Hãy xem chị Hiền biểu diễn nè. Mình lấy khúc nào, mình chặn khúc này cho nó đi. Chứ khúc nào mà ưu ẩn á. Dạ trò chơi gì á. Mấy con mèo trợ giống. Đây, coi nè. Bắt đầu nghe. Em bỏ xuống trước đi, là anh bỏ, này là nó quýt cùng nó trước. Chết rồi. Xong mày lên. Bại lộ rồi. Anh hai. Bại lộ rồi, bị lộ rồi. Thầy hiện lần nữa rồi. Thứ nào chưa nói. Ủa con Nhiên nha. Nè. Để nó giúp chị đi. Bà sữa. Bà sữa ơi. Có mối rồi hả? Thì thôi con. Ra đây, sao ngồi trong nóc vậy? Xong nuốt rồi. Nước hả? Bà sữa đã nuốt. Mới nhìn có nguy hiểm. Không biết gì luôn. Cuộn lại tập như thế. Tại biết làm sao không? Biết làm sao mà nó nuốt nhanh không? Mèo đứng trước mặt nó nè. Hồi nãy là nó cắn ra xong đi gớt. Anh hai chia cho con mèo bác si nào đứt miếng đi. Không nhẹp. Tí ra đi anh. Tay em dính rồi. Đấy. Nó dính rồi. Trả lời chị chỉ cố. Trời. Con mèo trước mặt nó sợ con mèo ăn nó. Cái nó tắm cái phập nuốt ọc luôn. Nó chọn hả? Luôn. Đâu biết mùi vị thế nào. Nó hút rồi. Có gì đâu, có biết gì cái đâu. Cái gì vậy ta? Cái gì mới vô bụng mình vậy cả? Ngồi quan mang cả. Cản lại anh hai. Nó biết mình cản. Mày hết được rồi. Ăn dữ lắm rồi bà sữa. Cái cưng đó hả? Không ăn ở đâu vậy cái cưng đó. Hơi buồn các bạn ơi. Có gì đâu mà buồn. Buồn ngủ. Em buồn ngủ. Ăn cơm chiên thôi mà. Rồi cũng khuya luôn rồi các bạn ơi. Chắc mấy anh em mình sẽ kết hút cái clip ngày hôm nay tại đây. Nó không có được thành công như mong đợi của mình thì lần sau nếu có dịp mình sẽ cố gắng thực hiện lại cho các bạn xem một cách hoàn chỉnh hơn nha các bạn. Đôi khi nó cũng có thất bại nhưng các bạn thông cảm nha. Nếu bạn nào yêu quý mấy anh em mình nhớ để lại một like và nhớ vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mấy anh em mình nữa nha. Và bây giờ mình sẽ lấy xúc xích này cho bò sữa để dành nhiều mơi ăn nha. Bye.